một giờ tập viết của lớp 1A2 trường tiểu học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Để viết được một chữ, quả không hề đơn giản. Nhiều đôi mắt đã bị cận do cố gắng gò mình để luyện viết sao cho đúng mà bỏ quên tư thế ngồi sao cho chuẩn. Càng lên lớp cao, bên cạnh viết đúng, các em học sinh còn phải luyện sao cho chữ thật đẹp. Con thấy việc tập luyện viết chữ đẹp rất khó ạ. Ở nhà con dành thời gian khoảng 30 phút để con luyện chữ. Luyện thì con cố gắng làm sao cho các nét chữ thật đẹp, thật đều, thật tròn ạ. Không phải là khó mà là quá khó. Bởi vì là con là một người ít vận động cho nên viết thường hay bị mỏi tay. Đây là một môn học mang tính bắt buộc sẽ giúp cho các em nhận biết những con chữ đầu tiên, giúp ích cho việc viết, đọc của các em sau này. Theo các giáo viên, môn học này còn góp phần không nhỏ để rèn tính cách cho học trò. Việc rèn chữ cho các em sẽ giúp cho các em rèn được tính nét khi viết chữ cẩn thận, đồng thời sẽ rèn luyện tính nét cẩn thận, giúp cho mọi công việc của các em chỉn chu hơn. Thế nhưng, ngay bản thân những người phải viết rất nhiều hàng ngày như các cô giáo này cũng nhận ra một điều, rằng trong tương lai, với sự hỗ trợ của rất nhiều phương tiện công nghệ hiện đại, chính các em cũng có thể bỏ qua bài học ngày hôm nay. Thì tất nhiên là dần dần về sau này thì các con cũng sẽ không viết những chữ như thế nữa. Nhưng cái nét cơ bản đẹp ban đầu thì bao giờ nó cũng sẽ tạo thành những cái chữ nó dễ đọc, dễ cho người khác nhìn. Nếu như trước đây, nét chữ, nét người được hiểu như là một điều đương nhiên, thì nay với sự tiện lợi của việc sử dụng các phương tiện hiện đại, nét chữ đã không hoàn toàn mang ý nghĩa thể hiện tính cách con người nữa. Nếu chúng ta làm một cái cuộc điều tra xã hội học ấy, thì tôi đảm bảo là cái số gia đình mà lưu ý đến chuyện con viết chữ đẹp ít hơn rất nhiều. Bởi vì là nó không liên quan đến tiêu chuẩn đánh giá, nó không liên quan đến những cái điều người ta đang hướng tới như thi cử hay là lĩnh hội kiến thức. Nó chỉ đánh giá mỗi một chút là tức là con người ta nom cái vở, nom nó viết nom nó hơi lạ và đẹp. Thế nhưng việc viết tay và thái độ đối với việc viết chữ đẹp vẫn chưa hẳn mất đi. Dù các phương tiện như máy vi tính đã giúp việc viết trở nên đơn giản, dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Minh chứng cho điều này là ngay tại Hà Nội, ngày càng có nhiều trung tâm dạy viết chữ đẹp ra đời. Học viên của lớp không chỉ là các em học sinh với nhu cầu học để bổ sung kỹ năng cho môn tập viết hay chính tả trên lớp, mà còn có những thanh niên học với các mục đích khác nhau. Ngày xưa thì chúng ta sẽ chỉ thấy là viết trên những bằng khen giấy cho học sinh, bằng khen. Còn hiện tại bây giờ thì đa phần là được đánh máy. Và chắc chắn là khi mà nhìn qua một cái tờ giấy khen như thế thì sẽ có cảm xúc rất nhiều. Và bản thân mình thì mình đã tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Và đối với mình thì luyện chữ đẹp bây giờ như kiểu là vẽ chữ. Và đấy là một điều rất là thú vị. Ngoài bản thân viết chữ đẹp thì sau này còn có thể là cũng dạy cho con cái. Và bản thân mình thì cũng là một giáo viên ngoại ngữ. Đấy thì chữ đẹp thì nó cũng tác động rất là tốt đến cái việc dạy của mình. Nhu cầu tập viết chữ đẹp trong nhiều năm qua chưa bao giờ giảm. Bằng chứng là lớp học của thầy giáo Dương Tuấn ở số 10 Hàng Mành, Hà Nội. Chỉ với diện tích 10m², dòng lúc nào cũng đông đúc học viên. Dù học phí không hề rẻ, từ 800.000 cho đến 1.500.000 đồng cho 10 đến 12 buổi học tùy từng đối tượng. Theo anh Tuấn, nhu cầu không giảm chính bởi quan niệm và cách nhìn nhận về việc viết chữ đẹp trong cuộc sống hiện đại, không chỉ dừng lại ở việc rèn nét người như trước đây. Ngoài cái văn hóa đọc ra thì cái văn hóa viết nó cũng rất là quan trọng. Ở những nước phát triển gọi là nhất nhì thế giới bây giờ thì người ta vẫn sử dụng cái bút máy. Đấy. Và khi mà cái cảm giác mà nhận được những cái bức thư hoặc là những cái bức điện bằng tay của người thân mình viết ra thì thực sự là nó cũng có cảm giác, nó đem lại cho cảm giác cho người đọc hơn là nhận được những dòng email trên máy tính. Như vậy, chữ đẹp từ việc xưa kia được coi nặng là biểu hiện cho tính nét con người, nay với nhiều người nó được coi là phương tiện thỏa mãn nhu cầu thưởng thức, thẩm mỹ hay mục đích riêng của mỗi cá nhân. Khi mà nhìn vào một văn bản viết tay, con người vẫn còn sự rung động, thì viết chữ đẹp sẽ không trở thành lỗi thời.